Anh có thể dối em bằng lời nói nhẹ nhàng, nhưng làm sao dối em bằng ánh mắt bệ bàng, như chính anh hôm qua với ai làm em nát tan. Anh có thể quay lưng không tự giã một lần, sao người vẫn dối gian không một chút ngại ngần, dường như anh thay đổi không như anh ngày xưa. Lần sao người vẫn dối gian không một chút ngại ngần,